Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trưa nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 5. Vào hồi 13 giờ, vị trí tâm bão cách khu vực Đà Nẵng đến Quảng Nam khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những giờ tới thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến khoảng đêm nay thì bão sẽ đi vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi. Đến trưa mai thì bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị cho đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trở lại với khu vực đất liền, do ảnh hưởng của bão nên mưa tại khu vực Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Ở khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, lượng mưa ghi nhận được có thể đạt ở mức là 400-600mm, có nơi còn trên 700mm. Các tỉnh từ Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên đến khu vực Khánh Hòa và bao gồm cả Bắc Tây Nguyên thì từ ngày hôm nay đến ngày 16, lượng mưa phổ biến ở mức là 200-400mm, có nơi là trên 500mm. Mưa lớn dồn dập nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét là ở cấp 2. Về nhiệt độ, dọc các tỉnh từ Quảng Bình cho đến khu vực Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên thì có nơi xảy ra mưa nhiều, nên nhiệt độ cao nhất cho ngày mai chỉ ở mức là 24-27 độ, có nơi thấp hơn. Các nơi khác như là Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh hay là Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, đạt ở ngưỡng là 27-30 độ. Khu vực Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió Tây Nam cường độ yếu nên mưa có xu hướng giảm, có chăng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời có nắng yếu với nhiệt độ ngày đêm là 23-32 độ. Quay trở ra khu vực miền Bắc, tại đây thì vẫn phổ biến không mưa, ngày nắng hanh với mức nhiệt ngày đêm là từ 17-29 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết hanh khô nên quý vị nên chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày có nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mây thay đổi có mưa vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Nam cấp 4, riêng khu vực ven biển Thừa Thiên Huế, từ chiều tối có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ, phía Nam từ 23-26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ, phía Nam từ 27-30 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, ngày có nắng, trời lạnh về đêm và sáng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Dự báo